Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K Adventure. Bữa ăn sáng nay của tụi mình đây, sáng nay là có món phở nhá. Hôm nay á, thì thấy thời tiết hôm qua bảo là mưa nhưng mà sáng nay chưa mưa. Chút nữa ăn xong thì sẽ tranh thủ đi mua hàu. Hàu tươi ở đây ngon lắm. Xin chào mọi người. Thì trong cái chuyến đi Nam Úc đi chơi này á, mình giới thiệu thêm với mọi người một cái chỗ mà mua hàu tươi nữa ở Nam Úc. Đây là cái chỗ mà mua hàu tươi. Thì cái chỗ này á, là năm 2018 á, là tụi mình đã ở tới đây và đi cái tour là đi thu hoạch hàu với cái ông chủ ở đây thì rất là vui luôn, mà mình chưa có dịp làm cái clip đó cho mọi người xem. Nhưng mà nếu mà ai mà muốn trải nghiệm á, muốn trải nghiệm mà muốn đi tới đây để mà đi coi thu hoạch farm như thế nào á, thì có thể vào xem cái website của cái chỗ này nhá, là người ta sẽ có tour để mở đi. Rồi còn muốn ăn hàu tươi có thể mua ở đây, hoặc là cái chỗ mà mình sẽ để cái link trong cái đợt tháng 12 vừa rồi mình đi á, là cũng gần cái khu vực này luôn, có hai chỗ cho mọi người mua. Ví dụ chỗ kia đóng cửa thì vẫn còn chỗ này đấy. Thì hàu ở đây hay bên kia là đều tươi ngon như nhau luôn á. Như bên này mình mua đợt này á, thì người ta có giúp là để mở cái hàu luôn, còn như bên kia là mua là nguyên vỏ chứ không được mở đấy. Thì đấy là một trong những cái sự khác biệt để cho mọi người được biết nhá. Còn hàu chỗ nào cũng tươi ngon hết. Beautiful, yes, fresh oyster. Fresh one. Very nice. So you wanna eat yep, some? Yep, we have those. You like these? Here we go. There you go. Beautiful. Very nice. Yep. Yeah. So the oyster farm still running, the tours? Yeah. Oh yeah. Nice. Yeah, love it. One for you. Beautiful. Thank you so much. Yeah, let me try this one. Nice. There you go. What about your friend? Does he want one? Yeah, please. That's my brother. He's from Canada. From Canada? Yeah, long way. hàu tươi nha mọi người. Beautiful. Big. Vô ông làm cho ăn thử. Ryan. 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 Yeah. Awesome. Thank you. Ryan the Canadian. Juicy? That's good. We like Canadians. Yeah? Much better than Americans. Yeah, there you go. These Thank you very much. Nè, mua ở đây là ông này sẽ giúp tụi mình mở ra luôn. Quá tiền. So I'm just pouring out the seawater and xong rồi mày lột vỏ xong ba cái tray rất là nhanh luôn, nhìn quả tươi luôn á. Mình quay cái bảng này cho mọi người xem này, là cái này cái cách mà người ta nuôi hàu nhé. Thì ban đầu á là người ta sẽ bỏ vào trong cái chỗ nuôi cái lồng á là 2.500 con. Rồi 2 tháng sau á là chia xuống là còn 1.000 con một lồng đó. Xong rồi đây 6 tháng này là chia ở trong cái lồng đó 500 con, 200, 120. Rồi khi mà cứ khoảng 3 năm á là cứ 60 con trong một lồng đó. Thì người ta bảo là 2 tới 3 năm á là đã bán được rồi, là cái size hàu là như vậy, được chưa? Nhưng mà 3 năm là bự quá trời luôn á.
lúc mà mình đi thu hoạch cao là mình được ông này cho ăn mấy cái con mà 3 năm này là quà ở trong là mập quá trời luôn. Đấy, thì cái này mình quay lại cho mọi người xem nhá, để biết nhá. Sau khi đi mua hàu tươi về á, thì tụi mình chuẩn bị nướng phô mai. Hàu nướng phô mai này. Cái món này là ăn nhức răng luôn. Đây, hàu nướng phô mai vừa ra lò và hấp dẫn luôn. Bây giờ cho cái tray này vào để nướng mỡ hành này. Là sẽ làm 3 món hàu, một cái nướng phô mai, một cái nướng mỡ hành, còn một cái là để ăn sống chấm với muối hải sản. Quá tuyệt vời. Bây giờ tụi mình sẽ ăn trưa đây. Xin mời cả nhà nhé. Cái món hàu nướng phô mai này sẽ ăn trước, trong khi chờ đợi cái hàu nướng mỡ hành, chứ không nó nguôi mất. Rồi, xin mời cả nhà. Đây, hàu nướng mỡ hành ra lò nha. Thơm nhức mũi luôn á. Quá tuyệt vời. Xin chào mọi người, thì hôm nay là hôm thứ hai tụi mình ở South Australia. Tối nay tụi mình tiếp tục đi thả ghẹ và lại đi câu mực. Đấy, thì tụi mình mới set up xong. Hôm nay trên câu thì vắng lắm. Có nghĩa là đợt tháng 5 này nè là chắc lắm có lễ gì hết, cho nên là ít người đi câu. Hôm nay chỉ có gia đình mình với thêm là một gia đình nữa thôi. Là trên câu là vắng tanh luôn. Vậy chắc là do tụi mình đi đầu tuần á, cho nên là không có holiday thì ai cũng làm việc, không ai đi câu được. Đấy, thì hôm nay nó cũng hơi gió, hơi lành tí thôi, nhưng mà không biết là có ghe có mực không. Thế để có gì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Đây thì mọi người thấy là mình thả cái lồng ghe ở dưới không, nước hôm nay là trong vắt luôn á, chỉ có hơi gió thôi đó, nhìn thấy cái lồng ghe phía dưới luôn. Là nếu mà có cua mà bò vào á là sẽ thấy là kéo lên là rất là dễ dàng đấy. Còn ngoài kia thì mình câu mực thì có cái phao của mình ở ngoài kia kìa. Đó, cái phao câu mực của mình đang ở ngoài kia, lúc nào mà thấy nó chim á thì mình sẽ kéo vào đó, đơn giản như thế thôi. Cái chỗ này thì đi câu cho mấy người mà mới tập câu rất là lý tưởng luôn. Tại vì mực nó dễ cắn. Tụi mình mới thả cứ khoảng 10 phút là kéo lên là được 2 con ghe này. Wow. Con này nhìn cũng khá bự ha. Dư. Rồi, một con vô số. Còn con bên này là chắc là nhỏ này. Nhỏ hơn. Thả lại. Ok. Đấy, con nhỏ thả lại, con đủ size đi. Chào vô thùng, tuyệt vời. Con đầu tiên của buổi tối. Để xem tối nay được bao nhiêu con nhá. Kéo thử cái lồng này xem nào. Một con. Một con cái. Con này. Thêm con người góc nhỏ nữa tẩy luôn. Hai con này là nhỏ đây. Thêm con. Con này nhỏ, con này chắc cũng nhỏ luôn. Nhỏ luôn. Hai con này khỏi đó. Để thả nó xuống. Thả đây dễ. Đó. Nói chung là đợt tháng 5 nay mình đi á thì có ghe chứ không phải là không. Nhưng mà ghe khá mềm, là vì khá ốp á. Rồi còn nhỏ nhiều, chứ còn bự thì hiếm. Nhưng mà nếu mà kiểu có dịp mà nghỉ ngơi đợt tháng 5 nay á, mà muốn đi trải nghiệm bắt ghe thì vẫn được chứ không phải không nha. Kiểu bắt lên cỏ là hào hứng là vui rồi. Đó. Còn có con bự để đem về thì tốt. Để bây giờ mình kéo thử cái này thì xem có gì không. Có một con nâu nâu này, nước trong nhìn mà không có thấy.
kéo lên thì cô nằm ở trong này luôn. Để ném lại cái đó. Con này là đo cho vui thôi, chứ nó thiếu một xăng nha mọi người. Đó, thì thả con này lại. Đi đi. Cho mọi người xem này, cái thước này là cái thước đo ghé nhá. Thì cái này là mình mua ở BCF. Mà lúc mà mình mua thì ở tiểu bang của mình á, là không có cái thước này. Mà phải gửi tận từ South Australia về Victoria để mua được cái thước này. Đó. Đây, thì có cái thước này là đi câu cũng hay. Vừa bắt được blue crab này. Mà dưới này là vừa bắt được sand crab nữa. Đó. Nhưng mà sand crab ở dưới Victoria thì không cần có size nha mọi người. Đó. Chỉ có ở trên này thôi. Đấy. Phạt xem cái lồng này có gì không? Có. Đây, hai con. Một con đực và một con cái. Con đực thì cái càng mà nó nhìn rất là xanh luôn. Mà hai con này là nhỏ chắc chắn này. Quay cho mọi người xem xong mình thả từ trong lồng luôn. Đấy. Thế mà à, con này cũng còn đực luôn này. Mà nó nhỏ hơn nữa. Có đôi chui ra này. Hai con đực hết. Thì cái càng của hắn có cái màu này nè. Mà càng dài hơn. Để mình thả ra nha. Tại mấy con nhỏ này là biết nó nhỏ rồi á. Khỏi phải đo luôn. Come on. Thả luôn. Nó tự đi ra. Tối nay tụi mình đi kéo ghe mà lạnh quá. Ghe thì toàn là mấy con mà thiếu một sáng á, là cỡ khoảng 10 sáng á, là nó đầy nhóc luôn. Vất này chứ phải 20 con nữa đó. Để thử kéo lồng một tí nữa xem có gì không rồi đi về. Tụi mình mới dọn xong đồ, cất lồng ghe, vậy là cất cần câu. Tình hình tối nay là rất là ảm đạm. Bắt được nhiều ghe thiệt đó, nhưng mà cỡ khoảng 20 con là phải thả lại, tại vì nó dưới 11 sáng này. Cho nên đi mùa này á, thì mọi người muốn đi chơi thì vui là được, chứ còn mà để mà bắt này mà kiếm ăn thì chắc là không có đâu. Mình mang về được 3 con là đúng sai, 3 con ghe. Vậy là may mắn là câu được 2 con mực đi lạc. Là kết thúc tối hôm nay rồi đó. Lúc này đi bắt ghe xong á, thì về là vợ mình có lấy ghe này hấp để lấy nước nấu bánh canh ghe luôn. Đó. Tuyệt vời chứ. Một bánh canh này á là bánh canh miền Trung, cái sợi này nhỏ lắm. Bánh canh này là bánh canh bột mì. Đó, ăn rất là ngon luôn. À, trong bánh canh này có thêm mực nữa này. Ok, xin mời cả nhà nhé.